có điều may mắn nào sẽ đến với bạn trong thời gian sắp tới. Và đây là video chọn một tụ bài. Các bạn sẽ chọn chùm nho, quả dứa hay là quả dưa hấu. Vì đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Sau đây mình xin dở lá bài cho cả ba tụ luôn. Đầu tiên cho các bạn ở tụ bài chùm nho, các bạn có lá bài một gậy. Và các bạn chọn tụ bài quả dứa, các bạn có Bay of Sword, một kiếm. Và các bạn chọn quả dưa hấu, các bạn có 10 ly. Và xin lưu ý với các bạn, đây là trải bài chung, hy vọng các bạn tiếp cận trải bài một cách tích cực và cởi mở nhất. Và mình chỉ nói theo những điều cần nói, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Xin chào các bạn đã chọn tụ bài chùm nho. Ở đây các bạn có lá bài một gậy. Người ta nói cuộc hành trình ngàn dặm sẽ bắt đầu đi bằng một bước. Khi lá bài một gậy này xuất hiện, nó cũng mang cái thông điệp tương tự giống vậy. Nó đại diện cho một bước đi táo bạo sẽ hướng cho bạn tới một cái khởi đầu mới. Và điều này nó hoàn toàn khác biệt so với hiện tại và quá khứ của bạn. Nó sẽ cho bạn một năng lượng thực sự là sáng tạo. Cũng như bạn sẽ thấy là mình sẽ không có giống trước đây. Đây là một thông điệp rất là tích cực cho bạn. Bởi vì đây là một lá bài thực sự là rất là tốt đẹp. Nó là điềm báo cho thấy tài chính của bạn cũng được tốt hơn. Bạn sẽ được tặng quà nè, được thăng tiến nè. Trong tình yêu thì bạn sẽ có một mối quan hệ thực sự là mới. Chẳng hạn, bạn sẽ đính hôn, kết hôn hoặc đi du lịch cùng với người yêu của mình. Nếu mà bạn đang trong mối quan hệ cam kết với ai đó thì khả năng các bạn sinh sản, mang thai đều có thể diễn ra ha. Tuy nhiên cái điều này các bạn cần phải có năng lượng của lá bài này. Tức là các bạn phải thực sự vui vẻ, bùng nổ và đam mê. Bạn làm mọi việc với sự phấn khích và tự nhiên nhất. Nhất định sự quyến rũ của bạn sẽ toát lên. Bạn phải hun hút tiền tài cũng như tình yêu đến với bạn. Và đây là cái thời điểm các bạn phải làm theo bản năng của mình. Nếu như các bạn đang suy nghĩ gì ở trong đầu mình á, bạn mơ ước xưa giờ, thì đây thực sự bạn phải hành động để đạt được nó. Nhất định mình phải làm cái gì đó bùng nổ lên nha các bạn. Và câu châm ngôn chính của lá bài này là mong các bạn phải đột phá nhiều hơn để các bạn tiến tới một cái gì đó sắp tới thực sự là đam mê và hứng khởi. Và con số 1 sẽ là con số may mắn của các bạn. Và nếu như các bạn cảm thấy là mình thích một cái gì đó mình làm, và bây giờ là có thể bạn lấy cái việc sở thích của bạn làm thành cái nghề nghiệp cho bạn, phục vụ bạn sau này luôn. Đây là dấu hiệu mong mà các bạn hãy triển khai đi. Chắc chắn bạn sẽ rất thành công với đúng cái sở thích của các bạn. Bạn thực hiện nó ngay bây giờ nha các bạn. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài. Xin kết nối với các bạn đã chọn tụ quả dứa. Ở đây các bạn có lá bài Base of Sword. May mắn nào đang đến với bạn? Và năng lượng của lá bài này nó báo rằng nếu như các bạn muốn mình được thành công trong công việc thì các bạn phải ghi nhớ rằng bạn cần có một cái khả năng suy nghĩ cộng với hành động thì bạn mới thành công được. Và bạn phải nâng cao trình độ học vấn của mình. Tất cả những gì bạn vạch ra cho bản thân của mình đều đạt được hết nếu như bạn thực sự chuyên tâm vào cái việc bạn nâng cao kiến thức của mình. Bởi vì đây có dấu hiệu cái sự tham vọng của bạn sẽ được đáp ứng, sự nghiệp của bạn sẽ rất thành công nếu như các bạn chịu tập trung và hành động nó một cách nhanh nhất, kiểu như mình là cái người xông pha vào chiến trận vậy đó. Và bạn có biết không, lá bài này xuất hiện nói rằng bạn mà thi cái gì hay là bạn làm cái gì, bạn cũng đứng nhất hết trơn á, bạn sẽ trở thành một nguồn truyền cảm hứng cho người khác noi theo rất là nhiều. Đây là việc bạn trao quyền nha. Bạn sẽ đạt được thành tựu trong mỗi lĩnh vực cuộc sống luôn. Do đó bây giờ mình làm chính mình đi. Đừng sống dưới vỏ bọc của ai hết. Cái gì làm cảm thấy thoải mái, thấy được niềm vui trong cái việc bạn làm thì đó chính là cái việc bạn nên làm. Và với điều kiện các bạn phải luôn tự tin và chắc chắn về bản thân của mình và sẵn sàng đón nhận việc nào tốt, không tốt cũng đón nhận luôn. Vì mình là gì? Mình là không có tỏ ra sợ hãi. Mình phải thực sự là trung thực.
mình phải chống lại bất công, mình phải có những ý tưởng, mình phải nhanh nhẹn lên. Tất cả những gì bạn cần là phải suy nghĩ kỹ trước khi nói, đừng để lôi kéo vào những cuộc tranh cãi và xung đột không cần thiết. Kiên nhẫn là điều bạn cần phải nên làm, cộng với tinh thần học hỏi nữa, nhất định bạn sẽ sử dụng cái trí thông minh của mình để đạt được tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Và con số may mắn của các bạn sẽ là số 1, và các bạn thuộc về cung là không có cung luôn. Đây là mang năng lượng rất là tốt nha các bạn. Thật ra bạn sẽ có một cái suy nghĩ rất khác người ta, nhưng đôi khi cái suy nghĩ của bạn đem lại cho bạn một cái lợi ích rất là cao luôn. Nhiều khi kiếm tiền từ một cái ý tưởng của các bạn luôn á. Và các bạn hãy ghi nhớ là tất cả những cái ý tưởng mà trong đầu các bạn á, các bạn phải thực hiện hóa bằng hành động cụ thể. Bởi vì đây là hành động là bạn sẽ đạt được tất cả mọi thứ, về tình yêu, về học tập, về sự nghiệp, tất cả đều được nếu như bạn chịu tập trung và thực hiện nó bằng hành động cụ thể nhất. Và điều cần lưu ý là những cái bạn mà thuộc kiếm vậy đó, là các bạn phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói của mình. Bởi vì mình có khả năng giao tiếp tốt, nhưng cái lời nói của mình cũng sẽ gây tổn thương và phá hủy cuộc đời của mình nếu các bạn không tập trung và chú ý vào nó. Và mình xin cảm ơn các bạn đã xem tải bài này. Xin kết nối với các bạn chọn quả dưa hấu. Và ở đây các bạn có lá 10 ly đại diện cho năng lượng may mắn nào đang đến với bạn. Khi lá bài 10 ly này xuất hiện, chứng tỏ trong thời gian sắp tới, cái may mắn của các bạn đó chính là hạnh phúc viên mãn về mặt tinh thần và cảm xúc. Nó cho biết rằng bạn sẽ sống rất hạnh phúc về sau. Và đây là một cái việc bạn hướng tới một gia đình hạnh phúc. Một gia đình hạnh phúc có trẻ em, có sự quan tâm, vui vẻ, rất an toàn và thực sự mãn nguyện. Cái điều này là bạn cần phải áp dụng để bạn kết nối với gia đình và bạn bè của bạn. Mọi thứ là bạn cảm thấy thực sự rất may mắn vào lúc này. Đây là cái thời điểm sắp tới mình thấy mình hạnh phúc như lắm các bạn. Và nếu như các bạn mà có chia tay người yêu thì đây là cái dấu hiệu có cuộc tái hợp trong tương lai nha. Điều này rất là đẹp. Và nếu như các bạn đang trong mối quan hệ cam kết thì mối quan hệ các bạn sẽ tiến lên một mối quan hệ hạnh phúc và hài hòa rất là nhiều. Và bạn sẽ thấy là tất cả những cái mối quan hệ về gia đình, bạn bè của bạn lúc này nó bền chặt lắm. Và có những cái đoàn tụ mà bạn mong đợi từ xưa giờ rồi. Nó có thể là từ tình yêu, gia đình hay tài lộc, tất cả mọi thứ đều tốt đẹp hết. Quả thực đây là một cái cầu vồng may mắn cho bất cứ ai chọn nó. Nó tượng trưng cho một cái gì đó tích cực vô cùng trong trải bài Tarot luôn á. Và các bạn có biết rằng tất cả những con đường bạn chọn đi á, thì nó sẽ là niềm vui các bạn. Những gì bạn tin tưởng, những gì bạn đặt niềm tin thì đây cũng đều là một cái việc bạn chọn đúng và sẽ xuất hiện cho bạn. Bất kỳ nỗ lực bạn muốn làm đều thuận lợi và đều có kết quả viên mãn hết trơn á. Một lá bài thực sự rất là may mắn. Tuy nhiên ở đây các bạn phải cố gắng làm sao mình cân bằng giữa lợi ích của bạn và lợi ích của người ta luôn. Mọi việc mình phải trạng thái cân bằng, biết người, biết ta. Đây chính là cái tính bền vững lâu dài của lá bài muốn các bạn phải có được cái năng lượng này. Mình phải chăm lo các mối quan hệ ở hiện tại thì tương lai cái mối quan hệ mới được có kết quả tốt chứ. Hãy nhớ là bù đắp cho những mối quan hệ đã rạn nứt trước đây của mình, bao dung và yêu thương nhiều hơn. Bởi vì mối quan hệ mà được bền vững, các bạn phải dựa trên sự tin tưởng và trưởng thành từ cả hai phía. Và cảm giác mãn nguyện khi bạn gặp được đối phương, cái người này cũng cô đơn mà bạn cũng cô đơn, hai bên ráp lại mang lại ý nghĩa vô cùng đẹp luôn. Cuộc sống của bạn sẽ thay đổi sang một trang mới, hết độc thân rồi nha các bạn. Có dấu hiệu là các bạn sẽ sẵn sàng bước vào hôn nhân. Tình yêu đẹp tựa như là tình yêu sẽ thấu hiểu và cảm thông vô cùng sâu sắc luôn. Và con số may mắn của các bạn là số 1 và số 10. Và trên đây là tất cả những gì mình xem cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.